Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisemon. Hôm qua thì ở vùng núi thì mình đã may mắn có được Rayquaza rồi ha. Và mình phát hiện cái vùng núi này thì cạnh nó còn có một cái khoảng kiểu như là xen kẽ, có thể gặp được cái Pokemon Urshifu á. Ơ chứ không, trước Urshifu là Cuppoo, đúng rồi, có thể gặp được Cuppoo đâu khoảng khoảng này này. Mình nhớ là vậy. Đó, nên mình muốn quay trở lại đây để coi coi bữa nay có hên gặp được Cuppoo thêm một lần nữa hay không á. Và trong lúc chờ đợi thì mình phát hiện là trên này có một người dạy kỹ năng. Mà đặc biệt hơn là trong số kỹ năng mà người này dạy thì có một kỹ năng tên là Dragon Boost ha. Kỹ năng này thì mình đang cần cho một em Pokemon ở bên thế giới Ultra Beast luôn. Đâu rồi, em đây. Giờ thì mình sẽ đưa em ra một cái ha. Để cho em học chứ không gì hết á. Để coi coi kỹ năng đó mình mua bằng gì ta? Mua bằng aluminum. Ok. Giờ mình rút kinh nghiệm mà mình đi khám phá, mình đem theo mấy cái khoáng sản các thứ để có gì mình mua kỹ năng rồi mua đồ các thứ á. Đây, Dragon Boost nè. Mình sẽ dạy cho em một phát ha. Để coi coi. Được, mình sẽ dạy cho em luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử cho Dragon Boost ra. Ôi, Boy Bob ra. Ủa, tiến hóa chưa? Ủa vậy là tiến hóa chưa? Ủa sao nghe bảo là sẽ tiến hóa nếu như mà mình cho em học cái năng Dragon Boost mà ta? À đây, nè, tiến hóa rồi. Yay! Chúng ta sắp có dạng tiến hóa của Boy Bob rồi. Và em sẽ trông như thế nào khi tiến hóa đây? Ồ! Bây giờ thì em đã thành Nagan Nagel nè. Trời ơi, học được kỹ năng Air Cutter luôn. Và bây giờ em đã có thêm hệ rộng rồi. Quá xa đã luôn á. Coi kìa, bay được luôn nha. Wow, bay hơi bị cao là đằng khác luôn. Xịn. Đi rồi. Ê, đằng này còn có một Legendary nữa. Đó chính là Anti. Được rồi ta. Vô, chiến đấu với Anti thử nào. Boy Bob. À không, bây giờ không còn kêu là Boy Bob nữa, gọi là Nagan này ha. Mình sẽ tấn công thử coi. Mình dùng E-Cutter đi ha. Có vẻ E-Cutter kéo rỉa máu được nè. Chứ không có one shot thì top. Mình chỉ sợ one shot thôi. One shot thì mình không có kiểu như là bắt được Anti á. Rồi, và bây giờ Anti đã rất là yếu máu rồi ha. Mình có thể tung ra một quả bóng chứa nào đó. Coi Anti thì mình sẽ thử dùng Dust Bomb. Tại dù sao bây giờ cũng buổi tối rồi. Trời ơi, mới vô là gặp được Legendary rồi. Nhưng mà có vẻ Dust Bomb không hiệu quả để bắt Anti cho lắm. Vậy mình sẽ đổi sang thử Heavy Bomb thì không nên. Tại vì Anti không có nặng giống như vậy đâu. Vậy mình sẽ thử Ultra Bomb thử coi. Coi như thế nào ha. Hôm nay mình có ít khi dùng Ultra Bomb lắm. Toàn là dùng Quick Bond, Heavy Bond được không à? Ultra Bond cũng không hiệu quả rồi. Khó vậy ta? Mình hơi quạo rồi đó nha. Hơi bị nóng rồi đó. Nãy giờ vẫn chưa có chinh phục được Anti nè. Bắt từ ha, từ chiều tới tối, xong rồi giờ trời sáng luôn rồi. Vẫn chưa bắt được. Cũng trải qua 50 lượt rồi chứ có ít đâu. Gần hết Thunder Bond luôn nè, là hiểu rồi đó. Chỉ với một MNT thôi mà tốn quá trời bóng chứa luôn. Một hồi mà mình nóng quá là mình tiễn em này đi luôn. Bực lắm rồi. Gì mà khó bắt giữ không biết nữa. Chịu đi mà. Vậy đổi anh đi, chúng ta cùng nhau sát cánh bên nhau nào. A few moments later. Xong rồi, mình thất bại rồi các bạn à. Mình đã thất bại trong việc bắt NT rồi. Ôi, ok, mình bắt em này tới nỗi mà em ha, biến mất luôn. Bây giờ lại spawn ra một em NT mới nè. Có nên tiếp tục farm? Ủa, kiểu như là bắt em này không? Hiện tại thì mình đã dùng hết số lượng Thunder Bomb rồi. Quick Bomb thì mình còn nè. Để mình thử thêm một lần nữa với Quick Bomb nha. Không được thì thôi nha. Mình sức chịu đựng mình có giới hạn thôi. Gì đâu mà lì dữ không biết nữa. Ôi chết, quên mất phải dùng Whip Bone liền chứ. Whip Bone,
Xin đây. Tốn của mình 70 mấy quả bóng chứa mà không chịu về đội mà. Cay thiệt. Gấp Phu xuất hiện rồi. Khoảng thời gian chờ đợi của mình đã có giá trị rồi. Gấp Phu đâu? Đây rồi, mình gặp lại Cúp Phu rồi. Ồ, đã nha, đã nha. Nhưng mà để coi coi giới tính của em này thì... Ôi, đâu rồi, đâu rồi. Chạy đâu rồi. À, đi trốn mà, sao lại trốn Cúp Phu? Sao lại trốn anh? Đây, mình sẽ cho ơi Sư Phu đối đầu với Cúp Phu ha. À, ba, đây là Cúp Phu giới tính được. Vậy là mình đã có cơ hội dùng cái lớp bon rồi. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ dùng quýt bon ha. Để coi coi Whitbon có chinh phục được Cúp Phu hay không. Vô vô. Whitbon không ổn, Whitbon không ổn rồi. Vậy thì chuyển sang lớp bon nè. Thử coi. Lớp bon coi chịu không. Ủa đúng lớp bon không vậy? Hình như mình tung nhầm hay sao á. À mình tung nhầm level bon hay sao? Giờ mới lớp bon nè. Đây đây. Ôi ôi ôi, Cúp Phu đánh Urshifu kìa. Này, nóng vậy, nóng vậy. Ừ, chắc mới mốt mình phải suy nghĩ lại về việc chế tạo thêm cái loại Repeat Bond đó để bắt mấy em Pokemon mình từng bắt nó dễ hơn. Bây giờ mình dùng lớp Bond, Level Bond các thứ thì mình thấy cũng khó mà bắt được này. Với cả hôm nay mình bị xui ấy. Hồi nãy bắt NT là mình thấy xui xui rồi. Nghĩ sao tốn 70 mấy quả bóng chứa mà không có bắt được em. Bây giờ tới Cúp Phu tốn nãy giờ cũng thêm 20 mấy quả rồi. Bữa nay là hơi bị tốn bóng chứa ấy nha. Nhưng mà chưa có bắt được em nào hết. Ủa, lần này thì được rồi nè. Ôi dồi ôi, mình đổi chiến thuật, mình đưa Katana vô để Pawn Sweep thì mình đã thành công trong việc thu phục cái em Cúp Phu lại thêm một lần nữa rồi ha. Hơi bị khó đấy nha. Coi coi em có được trang bị cái gì trong người không. Wow, vậy là mới mốt mình đã có thể thực hiện cái dự định là biến Cúp Phu trở thành dạng còn lại rồi. Wow, đó chính là dạng... Đâu rồi ta? Cái dạng mà có hệ bóng tối á. Đã ghê ha. Giờ thì phải chịu khó đi khám phá để tìm cái tòa tháp bóng tối rồi. Ok, giờ thì chắc vừa luyện Cúp Phu và vừa tìm tòa tháp đi ha. Ê, khi mình đang luyện cấp cho Cúp Phu thì kế bên mình xuất hiện một em Legendary trên tên là Genesect á. Quá đã luôn. Được 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 đó nha. Để mình qua đó mình coi thử thôi. Đây, Genesect của chúng ta đây. Wow 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 wow. Nhìn em này như một không máy chiến đấu vậy á. Hệ thép và hệ bọ á. Ở nhà mình dư một cái viên đá Z hệ thép á. Mình sẽ gắn bắt em này. Rồi chúng ta sẽ gắn viên đá Z vô là hợp lý á. Được được. Rồi và em này thì mình sẽ cho em nào vô đánh cha. Tạm thời thì Cúp Phu vô trong đi. Bây giờ mình lại cần tới sự giúp đỡ của Katana rồi. Để mình phone sweep trước á. Tại vì bữa nay nhân phẩm chúng ta không được may mắn đâu. Nên phải bắt theo kiểu mà chắc cú nhất á. Là đánh yếu xong rồi mới bắt á. Cái kiểu vậy. Nhưng mà trước tiên vẫn thử bằng Whitbon thử. Ôi Whitbon không có xi nhê rồi. Rồi không sao, giờ thì phone sweep trước. Ồ, phone sweep cũng không kéo được nhiều máu cho lắm. Nhưng mà thôi cứ từ từ. Chậm mà chắc không có gì phải vội hết á. Cuối cùng. Cuối cùng thì cũng bắt được Genesect rồi. Trời ơi. Bữa nay bắt em nào cũng tốn rất là nhiều thời gian hết á. Thôi kệ, cố lên. Chúng ta phải vượt qua cái giai đoạn xui xẻo này mới được. Và mình sẽ coi coi Genesect của chúng ta. Ô, em được trang bị sẵn cái gì á. Ồ, và khi mình mình trèo lên Genesect thì mình vẫn có thể bay á. Wow, em như cái phi thuyền nhé. Phi thuyền mini. Em này kiểu nhỏ nhắn á nên mình luồn lách khá là dễ luôn. Hợp lý, hợp lý. Rồi, sẵn tiện bay vô đây. Chúng ta sẽ lấy một cái Pokestop á. Loot một cái Pokestop. Gỡ gạc nhân phẩm lại coi. Đó, ít ra cũng phải cho mình mấy cái trứng đồ đi. Gỡ gỡ lại chứ bữa nay xui quá rồi. Thôi, get go nào Genesect. Đi tiếp, đi tiếp. Tại vậy còn mắc mưa nữa. Ồ, cuối cùng thì mình cũng gặp được Charmander. Đây rồi, cơ hội để chúng ta bắt Charmander đây rồi. Vô vô.
Nhưng mà hiện tại thì kỹ năng hình như hơi căng nha. Kỹ năng hiện tại thì quấn Charmander thì... Thôi, không quấn luôn. Tung bóng chứa luôn đi. Đánh đấm gì nữa. Em mới cấp 14 mà. Rồi, quyết bon thử. Chịu không? Ôi, suýt được kìa. Trời ơi. Chút xíu nữa là bắt được Charmander bằng quyết bon rồi. Giờ thì mình còn level bon nè. Trời ơi, bữa nay tính ra mình xài hết Ultra Bon với Ray Bon luôn rồi đó. Mà không có bắt được em nào hết trơn á, cây thiệt. Rồi, giờ thì gỡ gạc được xíu. Mình đã bắt được Charmander bằng một quả level bon rồi nè. Liền một lúc thì Charmander của chúng ta đang tiến hóa rồi kìa. Ui, hình dạng thay đổi kìa. Giờ em là Charmeleon á. Nhưng mà vẫn còn có thể tiến hóa Charmeleon thêm một lần nữa. Nhưng mà bắt buộc thì mình phải cày thêm thôi. Chỉ khó cày thêm một xíu nữa thì em mới có thể trở thành Charizard được. Cố lên, cố lên. Ui, giờ đuôi. Đuôi cháy chứ cơ. Uầy, điểm mình khá là thích của Pokemon này đó chính là cái đuôi lúc nào cũng cháy rực lửa hết á. Quá đã luôn. Tiếp tục. Luyện tiếp thôi. Nhiệm vụ đỏ. Trong làng mình có một người giao mình nhiệm vụ đỏ nè. Hình như, ôi lại là con chim huyền thoại. Sao quen vậy ta? Đừng nói là, oh my god. Tìm kiếm cái orb. Wow. Mình coi orb là cái nào vậy? Vậy là có thể rơi ra từ boss ha. Hoặc là pocket chest. Ok, là hai cái nhiệm vụ. Màu đỏ nó đều liên quan tới con chim huyền thoại tới cây thế nhờ. Hay làm giờ chúng ta đi một chuyến tới vùng Savannah để tìm hiểu rõ hơn về cái nhiệm vụ này đi. Với lại coi mình có hên mình gặp được cái chỗ con chim huyền thoại không? Mình đánh bại luôn để mình nhận nhiệm vụ cái đó. Ủa, mình trả nhiệm vụ cái đó. Nhận nhiệm vụ không gại mà vẫn chưa làm được luôn á. Mà trong khi đó là nhiệm vụ xịn đó chứ. Nhận nhiệm vụ xịn là nhiều khả năng là cho mình Master Ball nè. Với mấy đồ xịn xịn mà, đã lắm. Nên mình phải gắng làm thử một cái cho biết mới được. Rồi phía bên này thì có một move tutor. Để coi người này sẽ dạy cho mình kỹ năng gì đây. Mình đang kiếm một vài kỹ năng mà nó liên quan tới cái em Pokemon. Đâu rồi ta, em đâu rồi. Đây, Rakovic của mình nè. Ồ, mình đang kiếm mấy kỹ năng nào cắn đồ á. Mà người này thì không có thấy ha. Mình lướt qua một vòng thì mình không thấy kỹ năng nào cắn hết. Học cho em để cho em mạnh lên vô gánh tem tiếp mình. Thấm ra mình ít khi dùng Rakovic á. Nên ai cũng muốn cho em một kỹ năng mới rồi đưa vô chiến đấu các thứ luôn. Rồi, và bên đây có Pokestop thì ghé vô lướt thử coi. Chỗ này mình ít khi ghé lắm. Ồ, lần này ghé thì cho mình trứng 10 km. Ok, cũng được. Sau vài cái đường search Google thì mình có một số thông tin là cái orb á mình có thể farm Pokemon có được nha. Đây. Và Pokemon mình có thể farm đó chính là cái em trước mặt mình nè. Tìm hơi khó một xíu. Đây. Khiêu chiến thành công. Đó chính là Dragon E ha. Đây. Thành công em trước cái đây. Được luôn. Và đây nè. Trời ơi. Đã thiệt. Chị Google quá đỉnh luôn. Rồi xong phim. Chúng ta đã có được cái orb rồi ha. Không biết xong nhiệm vụ chưa ta. Infuse the orb with the thunder. Vậy là mình cần phải có cái thunder. Ok hiểu. Tức là mình phải ghép với cái viên đá sấm sét á thì mới được. Trời ơi, đây có boss cá mập luôn nè. Xúc boss cá mập này luôn không? Được. Bệnh gì cỡ xúc luôn. Eternatus lụm con cá mập này thôi. Dùng tuyệt kỹ Z luôn. Này thì cá mập Sabedo hả? Lụm cá mập luôn nè. Bữa nay sẽ cho Eternatus ăn cá mập. Rồi, lụm đi em. Lụm con cá mập này. Này chống cự hả? Chống cự là bụng bự nha. Rồi mình được một cái Medal Plate với một cục kẹo à. Trời ơi, Boss Legendary mà cho cục kẹo. Tưởng thế nào? Thôi giờ, trong bờ. À hình như đó là người câu cá. Mình nhìn mặt thanh niên đó ghét mình quen luôn á. Bữa nay trời mưa. Đúng rồi, trời mưa và có sấm sét là cơ hội để chúng ta tìm
Kiore trong bộ ba thời tiết. Đi 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 đi, tìm đi tìm đi tìm. Kiore, Kiore. Trời ơi, dưới sao nhiều nhiều em gái tắm tắm mưa vậy ta? Không được không được không được. Mình phải giữ cái đầu lạnh, mình phải giữ cái đầu lạnh, đi tìm Kiore, đi tìm Kiore. Phải giữ cái đầu lạnh. Kiore xuất hiện đi nào. Oh my god. Mình gặp em Pokemon gì to to bố luôn. U là trời. Em này là Wailo ha. Trời, em này như cá voi ấy. Rồi, xong pin. Mình đã bắt được em cá siêu to khổng lồ rồi á. Đưa vô luôn. Để coi cưỡi em được. Được không? Ô, cưỡi em được nè. quá đã luôn. Trời ơi, cái em này bự khủng khiếp thiệt á. Phải em này không? Đây có phải là em chim mà mình cần phải đánh bại không vậy? Nope. Ủa, em này không phải Zardot. Ủa, Zardot là em nào? Ủa, đằng kia à? Này, Zardot. Không, ở vùng Savanna. No, 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 no. Vùng Savanna là vùng bên này. Chưa, để mình kiếm em Zardot cái đó. Zardot là em chim đúng không? Zardot. Đâu ta? Đâu, 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 Zardot đâu? Ủa, hay hay là đây ta? Phải không vậy? Ôi. Ồ, thì ra đây là boss à. Oh man. Thì ra đây là boss Zardot. Ok, ok. Boss thì boss, quấn quấn luôn. Trời 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 ơi, Zardot Dynamax khủng thiệt á. Cố lên. Cố lên nào những người bạn. Cùng nhau hợp sức đánh bại Zardot nè. Cơ hội chỉ đến một lần thôi. Ui sao đội hình này mình thấy toan vậy. Yêu. Hồi nãy giờ chỉ mới kéo được có 40% máu thôi à. Rồi, 30% máu thôi. Cố lên, cố lên. Chúng ta có 10 lượt để đánh nhau với Zardot á, nên cũng không không lo lắm á. Liệu rằng chúng ta có thể chiến thắng với boss Zardot này hay không? Hyper Beam. Đồ quyết định hay chăng? Yes, chiến thắng rồi. Thắng chưa? Xong nhiệm vụ chưa? Ủa không phải, không phải luôn. Vì không phải Zardot đó. Vì không phải em boss đó rồi. Trời ơi, mình tưởng em xuất hiện ngoài tự nhiên chứ. Ôi, và mình đánh bại Zardot thì mình có hoàn thành nhiệm vụ chưa? Hình như Zardot không phải là Pokemon trong cái nhiệm vụ này rồi. Là mình phải tìm một em Pokemon khác rồi đó. Oh man. Khó quá. Thôi, giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục công việc của mình thôi. Hồi nãy thì theo như hướng dẫn của nhiệm vụ thì mình sẽ chế tạo cái hộp này kết hợp với một loại đá. Đó chính là đá sấm sét ha. Mà đá sấm sét đó thì trên vùng núi rất là dễ gặp luôn. Hiện tại mình đang ở vùng núi nè. Để chúng ta cùng nhau đi tìm ha. Ồ, ở đây có Spearow cấp Legendary luôn. Được quá ta. Đâu rồi? Spearow rồi. À, chạy trốn hả? Mắc cỡ chạy trốn hả? Chạy đi đâu? Chạy chi bé ơi? Chiến đấu với Spearow nào? Pham 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 boss kiếm kiếm đồ. Rồi, đầu tiên là Mega Rayquaza trước nha. Giờ làm gì thì làm, bữa nay là phải lấy Rayquaza ra khè boss mới được. Nhân tố gánh tem mà. Rồi. Ui, dám đánh Rayquaza, dám đánh Rayquaza hả? Giỡn mặt hả cưng? Rồi, kết thúc trận chiến này thôi nào. Ui, mạnh đấy, mạnh đấy. Rồi, và khi đánh bại boss Legendary lần này thì mình sẽ được một quả Park Ball. Yay. Park Ball thì mình có thể bắt không không có hụt luôn á. Kiểu tự tựa như Master Ball nhá. Quá đã luôn. Rồi. Ủa sao không có viên đá sấm sét nữa vậy? Ủa mình nhớ là thường thường trên vùng núi này dễ gặp đá sấm sét lắm mà ta. À đây đây đây. Rồi rồi rồi, thấy rồi, thấy rồi. Một quặng đầu tiên. Đi coi coi. Được mấy cái? Ồ, được có một cái à. Và mình cần ít nhất là 9 cái như vậy để tạo ra một viên đá sấm sét á. Ui hơi căng rồi. Đây 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 đây, có cái thứ hai rồi. Bắt đầu tìm ra được nhiều nhiều hơn rồi đó. Cái này thì nó khá là nhỏ thôi, nên mình phải chú ý kỹ để không thôi là bị bỏ sót đấy.
Quặng thứ 5. Năm quặng rồi. Còn 4 quặng cuối cùng. Đếm ngược thôi. Ồ, đây, 2 quặng luôn. Thích vậy. Hai quặng cuối cùng. Cố lên nào. Chúng ta sắp làm được rồi. Đây, 2 quặng luôn, vừa đủ 2 quặng luôn. Ê, té. Trời ơi, gặp cái mừng quá. Té núi luôn. Này, đáp lên lại. Lần này thì đủ luôn rồi nè. Tiệc cứu mèo. Rồi, giờ thì mình cần một cái bàn chế tạo để chúng ta có thể chế tạo ra cái viên đá sấm sét thôi. Mình sẽ lấy một khúc gỗ đây. Mình chế tạo nào. Tưởng thế nào, cái này sao mà làm khó mình được. Rồi, và mình sẽ kết hợp luôn với cái orb ha, để tạo ra một cái orb Static Show giống như là cái mà nó yêu cầu mình nè. Rồi, bây giờ nó lại có thêm một cái chỉ dẫn cho mình. Đó chính là mình sẽ lắp lại cái lượng sức mạnh mà nó đã bị mất đi bằng cách là hình như là mình phải chiến đấu để mình thu thập linh hồn hay sao á. Đâu rồi, cái nhiệm vụ rồi. Đúng rồi, mình phải đánh bại 375 Pokemon. Hơi căng đó nha. Hơi căng đó. 375 Pokemon. Oh my god. Nhưng không sao, để hoàn thành nhiệm vụ thì mình phải chịu khó đầu tư công sức thôi chứ biết sao vậy. Chắc nhiệm vụ này nó sẽ cho mình phần thưởng gì đó xịn lắm á. Mình làm nhiệm vụ một hồi mình check lại á, nó có một cái nhiệm vụ nó bảo mình trở lại BD là sao, là như nào? À, tức là trở lại nói chuyện với BD à? À, các bạn tên là BD. Ok, bạn đó đâu ta? Bạn đó nằm ở đâu nhờ? Ủa, BD đâu? BD đâu? Không có radar chỉ ta. BD trong làng này á. BD ơi, bạn BD đâu rồi? Ủa? Đâu rồi ta? BD giao nhiệm vụ cho mình rồi, BD trốn đâu rồi? Không gặp BD là mình không có trả nhiệm vụ được đâu. Cái bạn này tên nhạy cảm đi. Mình kêu bạn B đi ha. Bạn B ơi, bạn đâu rồi? Tôi xong nhiệm vụ rồi nè, tôi muốn trả nhiệm vụ cho bạn nè. Bạn B ơi. Ơ, đâu rồi cả? Mình đã xong nhiệm vụ nhưng mà chưa thấy cái người trao nhiệm vụ cho mình đâu hết. A few moments later. Mình đi vòng vòng làng cũng mấy vòng rồi đó mà không thấy bạn B đó đâu hết rồi. Vậy chắc nào gặp thì mình trả nhiệm vụ sao á. Vậy là tóm tắt sau một ngày mệt mỏi của mình thì mình chỉ có thêm được em Genesect là Pokemon mới thôi à. Em này thì chắc sắp tới cũng sẽ khá là tiềm năng để có thể gánh tem mình đây. Vì mình thấy em có được một cái vật phẩm tên là Sogdry này nè. Wow, có thể thay đổi cái Technoblast trở thành hệ điện á. Em có cái skill Technoblast chưa? Có luôn nè. Yeah, quá dữ luôn nha. Đồng thời thì mình đã tiến hóa cho Poipup trở thành Pokemon Naganet ha. Wow, một em rồng á nha. Bay hơi bị cao luôn. Ừ, không thể thiếu đó chính là bé Cupfu. Ồ, đây là thành viên trong tương lai. Nếu mà mình gặp được cái tòa tháp bóng tối thì em sẽ có thể tiến hóa thêm một lần nữa đó. Quá là đã luôn á. Hy vọng mình sẽ sớm gặp được tòa tháp bóng tối nè. Và tìm được bạn Bé Đe nha. Bạn Bé Đe, bạn trốn đâu mất tiêu rồi. Mình muốn trả nhiệm vụ mà không thấy đâu á. Cay thiệt sự. Rồi, hy vọng là vậy. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp của mình cùng với các em Pokemon. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.